Rồi, là bánh trạo ở nhà nha. Thì buổi chiều anh hốt ông trên cây cốc này nữa nha. Đóng lại nghe nha, cặp lộ à. Đóng trên cây cốc này nè. Còn lớn lắm nha. Trời đang mưa luôn. Lên hốt nha. Món gà được chân. Rồi mặt sáng giờ cũng bộn rồi nè nha. Cây này chuyền qua cái kia đó nha. Cây này chuyền qua cái kia. Phì cũng được quá nha. Hôm nay mưa quá. Phì hơi yếu quá nha. Ồ, cổ lớn quá. Giận giận sống rồi nha. Nãy mình chạy về mình thấy nha. Hôm nay chạy nghe không để ý. Đóng lại nào không hay. Chết trọt chứ. Đừng nghĩ giống vậy. Bộ lớn. Đã gì. Bộ cũ gì đó vậy ta. Cũng nha. Bự rồi nè. Hơi tối vậy nè. Nằm như cái võng vậy đó nè. Đó, nhà thấy đó. Trời ơi, như võng vậy. Đóng trên mấy cục gù gù nữa nè. Nhai. Này cũng 5 giờ mấy. Giờ sống rồi. Ngược gió. Nhẹ. Ủa là mấy đợt trước nó dữ lắm nha. Ủa lớn hơn tháng này. Một mặt chấm dội nha. Hơn tháng không thấy chạy. Ôi cùng mặt chúng vô trời đã chạy. Quả gì tìm nè. Nhưng mà lá quá trời. Mẹ lá rồi nè. Để kèo bớt nè. Chống chống ngoại nhạc để thấy chút xíu. Ủa, nó khô chân nhỉ. Ôi, chấm phao vậy. Nó dữ quá nha. Lít chút hơn gì quá. Vừa hót luôn nha. Quay nhà xem nha. Giấy bỏ không? Quay nhà xem mặt mặt nha. Mặt quýt chấm phiếu vậy nè. Thấy không? Nè. Tổ hồn cũng lớn rồi nha. Mặt nàng là lớn. Mình tính để cho anh hút mặt nhãn vô nha. Nè, có nhàn đổ hút. Thấy không?
bít mại cho người nhà cũng khô chân nhỉ, nay ăn bớt rồi. Ồ, người mất sớm tí nữa ngon nha. Nhưng ăn bớt rồi. Nặng cũng nặng cái chân dưới đây nè. Cho nhà xem bữa hồi lâu tí nha, nó gỗ nó cong co qua nè, ồ có sâu nè, 6 năm đây. Sâu 5 kg luôn, đang thấy tí nó đi vào phép nha. Rồi mình gấp mặt nha, trời tới thu luôn nè, này tầm 5 giờ nữa nha. Úi, cái mặt này đã xài. Mặt này nó ăn bớt rồi nha. Khổng lồ qua bự dưới trời. Chân bớt tí nha. Còn đi vô dưới trời. Lấy cái khối cho mày được nha. Khối thông chút. Một chân bớt à. Chích cái tay mặt chúng rồi nha, thấy không? Cũng là mấy ngày nó quay vậy. Chúng rồi trơn nha mọi người. Ôi mặt đã. Bích mạng trơn nha. Hút thêm cái bọc nữa. Nãy tính không bắt ra nha. Tính để cho nó hút mặt nhãn nha. Cho vô nhiều nhiều dưới chút. Sợ mưa nó đứt mặt luôn. Rớt bệnh luôn. Rồi. Cũng mỹ nha. Mình bột phình lại vậy nha, nó không bể. Nó không bể mà. Cùng này chia chú nhà nữa nha. Chia chúng anh mình nha. Rồi nó coi có sâu nữa không nha. Sâu nữa tới nè, sâu quá luôn. Thank you.
xuống nè. Nó khùng. Xuống nè. Nó bẻ mấy cái lá này nha. Dạ, nó dưới này. Bẻ mấy cái lá này, mọi chiều kéo lệ cái. Rồi. Lụm mày. Chuyện qua cây này nha. Chuyện nữa cây ha, cây thảo này nha. Xuống nha. Ngọt ngon lắm. Nhưng sao phải cười nó mục nha. Tôi xuống nó chích quá bà. Nhưng cây không chích chạy. Người già nó giờ đẩy mấy ngủ này nha. Dữ vậy, bây giờ cuốn lỗ tai à? Im, lướt máy, mặt này bự nè. Hả? Tháng mấy rồi mà? Trời cuốn lỗ tai trời. Ổ nằm đi, hung quá. Hung, ổ bắt nào cũng hung đi. Ở mặt này nha, ở mặt chấm vôi trơn, nặng chịch á. Mưa nữa mà hôm nay mưa không ăn lại. Rồi, anh lấy cái thau em cắt cho ông ấy. Rồi, anh chào nha. Quá quýnh. Xuống bắt không quýnh, mà xuống quýnh.